Điều đó là Chúa muốn nhắc nhở mình cái điều gì? Thì chúng ta nhận ra là chứ đừng để đến khi Chúa làm cho chúng ta hoạn nạn, gọi là trăm bề thoát đến, là coi như chúng ta không biết cái lối thoát ở đâu. Thì cái điều đó thực sự chúng ta phải xét lại cái đức tin chúng ta là đang là cái gì. Khi có một cái điều gì xảy ra, cái chúng ta biết à, Chúa muốn nhắc nhở chúng ta cái điều gì. Thì cái điều đó mới thực thụ là chúng ta con cái Chúa. Chứ đừng để đến khi mà coi như lúc nào cũng nói là ôi giời, ma quỷ là cắn góc. Đừng có đổ thừa ma quỷ cắn góc. Không có cái việc gì xảy ra ở dưới mặt trời này một cách ngẫu nhiên cả, một cách vô cớ cả. Cái vấn đề khi Chúa cho xảy ra, chúng ta biết được Chúa muốn dạy dỗ cái điều gì. Xin Chúa cho chúng ta quỳ gối xuống để chúng ta cầu nguyện. Chúa bày tỏ chúng ta, chúng ta biết được điều đó. Amen. Amen. Cảm ơn Ngài.